Rồi các bạn, bây giờ là cuối cùng sau rất là nhiều tháng ngày đổ mồ hôi công sức ở đây, là cuối cùng thì là Ly với cả team cũng đã hoàn thành căn nhà Airbnb này. Ngôi nhà này là nói chung nó cũng là một trong những cái nhà mà Ly định đi quay để giới thiệu cho mọi người, nhưng mà thấy đẹp quá thôi mua cho mình luôn. À, đây là cô thợ Ly mới thuê được đang ngồi trên nhà. Hôm nay Ly làm công nhân luôn các bạn, nên là vừa làm vừa tranh thủ quay cho mọi người. Ly sẽ cho mọi người biết một số những cái bí kíp, những cái mẹo và những cái bài học mà Ly học được khi mà làm nhà Airbnb này nha. Thì các bạn nào nếu mà có dịp mà ghé thăm Houston thì các bạn cũng có thể đặt căn nhà của mình nếu mà mình muốn tụ tập họ hàng bạn bè đến chơi ha. Còn nếu mà các bạn nào đã ở sẵn Houston hoặc là xung quanh rồi thì cũng có thể lên enjoy căn nhà này của Ly. Nếu mà các bạn nào book trực tiếp qua Tilly và team của Ly thì sẽ có giá rất là đặc biệt. Xin chào các bạn, hôm nay Ly đang đứng trước ngôi nhà này. Bình thường là Ly đi giới thiệu nhà của người khác, nhà để bán. Thế nhưng mà hôm nay là Ly đứng trước ngôi nhà này, là ngôi nhà của Ly luôn. Ly mới mua ngôi nhà này để làm Airbnb. Ngôi nhà này thì nó nằm ở trên phía bắc của Houston, ở cái thành phố Conroe. Ngôi nhà này là nói chung nó cũng là một trong những cái nhà mà Ly định đi quay để giới thiệu cho mọi người, nhưng mà thấy đẹp quá thôi mua cho mình luôn. Hơi... Đây là quang cảnh xung quanh một vòng cái ngôi nhà này. Thì ngôi nhà này Ly mua chủ yếu là bởi vì cái chỗ đằng sau này này. Đó, nguyên cả một cái dãy, cái đằng này nó gọi là cái golf course, là cái sân đánh golf. Thì cái sân đánh golf là nó không có hàng rào luôn, nên là nhà mình là nhìn thẳng ra, chứ thật ra nhà Ly đâu có rộng tuốt ra đằng kia đâu. Nó chỉ đến cái chỗ mà cái bê tông này thôi này. Là đấy, quay trở lại là sân nhà Ly, còn lại từ đấy ra là cái sân đánh golf. Thế nhưng mà tất cả những cái nhà ở trong cái khu sân golf ấy thì đều được mở ra như thế hết, không có cần hàng rào. Thế nên là mình có một cái view rất là đẹp. Đó, cho mọi người nhìn nguyên cây cối. Ở cái vùng trên phía bắc của Houston thì cây cối nó mọc rất là cao. Cái đặc điểm thổ nhưỡng ở đây là cây nó sẽ mọc cao, nhưng nó không phải thấp thấp kiểu bụi rậm. Nó về đi về phía nam của Houston thì cây nó thấp hơn, tại vì phía đây phía biển hay sao ấy thì cây nó không thể mọc cao được, gió bão này kia. Nhưng phía bắc này nó đỡ hơn, nên là cây nó mọc được rất là cao đẹp. Thì Ly thấy là cái nhà này có rất là có tiềm năng để mà làm Airbnb. Thì khu vực này cũng là khu vực dân cư thôi, các bạn nhìn thì rừng rú thôi, nhưng mà thật ra nó là khu vực dân cư. Khu này thì được cho phép làm Airbnb khá là thoải mái, nên là Ly mới chọn để làm. Đấy, vì bây giờ là cái nhà này thì có khá nhiều thứ để mà mình phải cải tạo lại một chút xíu. Ví dụ như đây là cái deck này thì nó cũng khá là cũ rồi này, mình sẽ sơn lại này. Nó hôm nay Ly đang làm thợ sơn. Đang sơn tay chân lấm lem hết đây. Sơn ở trong nhà này. Đây là cái deck, đi vào trong nhà cho mọi người coi chút xíu. Đây, nguyên cái phần đây là cô thợ Ly mới thuê được đang ngồi trên nhà. Đây, cái chỗ này là Ly, nói chung là cái gốc thì họ cũng làm không có phải là hợp cái style mà Ly định làm lắm, nên là làm lại một chút xíu, sẽ sơn toàn bộ cái này màu xanh lá cây đậm. Còn lại thì những cái phần tường này thì mình sẽ sơn sáng lên hết màu trắng, trắng ngà đó. Rồi giảm lại giá kệ một chút. Đấy, cái nhà này thì có tới 5 phòng ngủ luôn, tha hồ cho thuê đây. Bạn xem đây, nguyên cái view phòng khách nó là như này, cửa suốt luôn đó, nhìn ra bên ngoài rất là đẹp. Đây thì có phòng bếp này, rồi phía cầu thang lên tầng, phía này là cái phòng ăn và game room, họ để lại cho mình cái giá sách. Thì cái nhà này là diện tích nhà ở là 2.600 à 2.700 gì đấy square feet, là có gồm tổng cộng nó có được tới 5 phòng ngủ lận, nên là Lý rất là thích để cho thuê, có view đẹp. Hàng xóm thì rất là xa nhau, không có bị ảnh hưởng nhiều. Và cái trên khu trên này thì là tập trung cũng có nhiều những cái event, những cái hội sừng cưới, rồi có những cái một số cái sự kiện ở trên này. Và cái kiểu style sống ở trên này là họ cũng rất là thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên. Đây là ở đằng trước. Hôm nay Ly làm công nhân luôn các bạn, nên là vừa làm vừa tranh thủ quay cho mọi người quay lại. Đây là phòng bếp này, có cái cửa sổ rất là sáng sủa. Thì ngôi nhà này nói chung nó đang chưa có gì hết, nên là nhìn nó chưa có được hấp dẫn đủ để làm đón khách. Nhưng mà bao giờ mà hoàn chỉnh xong đồ đạc ngon lành này kia thì sẽ quay lại cho mọi người coi nha. Còn bây giờ là sẽ cho mọi người xem chút cái quá trình mà cải thiện lại ngôi nhà. Rise so high.
what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Rồi các bạn, bây giờ là cuối cùng sau rất là nhiều tháng ngày đổ mồ hôi công sức ở đây, là cuối cùng thì là Ly với cả team cũng đã hoàn thành căn nhà Airbnb này. Thì căn nhà này thì cái quá trình thì các bạn cũng đã coi rồi đúng không? Bây giờ là Ly sẽ vào luôn và Ly sẽ cho mọi người biết một số những cái bí kíp, những cái mẹo và những cái bài học mà Ly học được khi mà làm nhà Airbnb này nha. Thì đây các bạn nhìn thấy là cái ổ khóa smart lock này là mình phải gần như bắt buộc này. Là cái hiệu slash này là cái hiệu mà Ly đã dùng trong tất cả những cái nhà mà Airbnb mà Ly làm, và thậm chí cả nhà Ly ở luôn rồi. Nó rất là reliable, nó rất là ổn định á. Cái này thì nói chung là tất cả các ổ khóa đều làm cùng một chức năng là ấn mã và vào được thôi đúng không? Nhưng mà những cái nào nó ổn định, wifi nó tốt này kia thì nó không bị trouble. Mà nói thật, cái trouble về ổ khóa nó là cái trouble vớ vẩn nhất luôn, mà nhiều khi là mình vẫn phải, nếu mà nó có vấn đề là mình phải chạy đến để mình xử lý cho khách, thì nó rất là không đáng. Nên là các bạn cứ đầu tư cái ổ khóa này là nó 200-250 gì đấy mua ở Amazon rồi. Ok, bây giờ cho các bạn coi ở phía bên trong nhà đó. Thì trước đây là như trong cái video mà Ly cho các bạn coi, thì cái nhà này nó sơn màu xanh lá cây thì nhìn nó rất là khó để trang trí. Thế là Ly sơn lại hết toàn bộ phòng khách màu trắng đây. Cuối cùng thì em ấy cũng đã trắng trẻo ra như Ngọc Trinh. Rồi, Ly nghĩ là cái phần mà Ly thích nhất và cho tự mình cho điểm cao nhất trong ngôi nhà này thì đấy là cái khu vực phòng khách. Đây, phòng khách này là toàn bộ chỗ này ngày xưa nó là màu gạch và nhìn nó rất là cũ kỹ. Rồi có một cái tủ ở đây như là cái bàn thờ ấy, là mọi người sẽ nhìn cái ảnh cũ ở chỗ này nhá, nó giống y chang một cái bàn thờ luôn, nhìn rất kinh khủng. Thì Ly là bỏ hết đi, thay vào đây bằng những một cái phần gọi là mentor của cái lò sưởi đơn giản hơn. Ly chỉ để lò sưởi này để làm cảnh thôi các bạn, tại vì Houston thì nóng cũng ít dùng, mà thứ hai nó cũng nguy hiểm nữa, nên là cũng không có muốn để lại, thì mình chỉ để làm cảnh thôi, mua gỗ về bày làm cảnh. Sơn lại toàn bộ phần này màu tối để cho những cái trang trí nó nổi hơn, bao giờ những đồ trang trí nó cũng sẽ nổi trên màu tối hơn. Rồi Ly mua cái ghế da này. Cái da này Ly mua ở dạng liquidation á, da thật các bạn, da thật là ngồi nó khác hẳn luôn, nó rất là dày. Mình những cái vệt cào thông thường nó không thể nào làm hỏng được cái ghế da thật cả. Ghế này là Ly mua là 900, giá Costco là gần 3.000 ạ, nhưng mà Ly mua là còn 900. Đó, cho mọi người coi một vòng cảnh quan ở đây. Thì cũng mất rất là nhiều thời gian để mà mua những cái đồ như này. Một cái bí kíp nữa mà Ly bật mí cho các bạn nhé, là ở trên Amazon ấy hoặc là app Wayfair cũng thế, thì là khi mà mình mua đồ ấy, mình sẽ, nó sẽ có cái phần là ở trong cái điện thoại mình sẽ dơ lên để mình chụp hình lại cái góc mà mình muốn đặt. Ví dụ cái ghế này đi, Ly muốn đặt nó ở đây đi, thì nó sẽ đặt cho mình virtual, đặt ảo ấy, ở trên cái điện thoại, là mình sẽ nhìn thấy là ok, cái ghế này nó đặt vào đây trông nó sẽ như thế nào. Mình có thể ở trên app mình có thể xoay cái ghế đi theo chiều này chiều kia, và nó đặt là Ly thấy là kích thước đúng y gần như là 90% luôn ấy, so với cả ngoài thật luôn các bạn. Nó đo rất là chuẩn luôn. Cái ghế mà vào nó to hay nó bé so với phòng của mình là mình biết luôn. Ở trong cái app, mấy cái app về bán đồ nội thất bây giờ là Ly mua hầu hết là mua ở trên online hết nha các bạn. Thì và một cái chỗ nữa mà Ly hay mua đấy là Facebook Marketplace, là họ bán đồ cũ thì là cũng làm được những cái deal tốt. Rồi, bây giờ cho mọi người xem cái phần mà thu hút khách hàng nhiều nhất ở ngôi nhà của Ly, đấy là phần bên ngoài. Thì là cái phần deck này là Ly cũng sơn lại màu này. Trước đây nó là màu gỗ thôi, nhìn nó rất là bị cũ, thì là mình sơn lại màu tối hết. Rồi mua thêm một số đồ đạc. Thì như trong video Ly cũng cho mọi người coi, hai anh em ông xã Ly với anh Tuấn là làm, có công làm ra cái chỗ hàng rào này rất là đẹp. Ly rất là thích cái kiểu hàng rào này, bởi vì là cái dây này này nó mảnh và nó không có bị che đi cái phần cảnh quan mà mình muốn nhìn thấy. Chứ còn nếu mà hàng rào mà giống như là đặc kín ấy, thì rất là xấu luôn. Rồi phần Ly mua một cái ghế ếch tre này, Ly rất là thích ghế ếch tre, không biết vì sao, ghế hình quả trứng. Còn đây là cái bàn dài để mọi người có thể ngồi ăn ở đây, thì là tất cả tụ tập ngồi ăn uống ở phía này được này. Đó. Ở đằng xa kia là như Ly cũng đã nói cho các bạn trong phần trước của video rồi á, là nguyên cái phần này là sân golf của khu.
Nếu mà khách mà đến thuê căn nhà này á, thì là họ không được đánh góp miễn phí đâu nha các bạn. Nhưng mà họ có thể đăng ký và đánh góp. Thì góp ở Mỹ thật ra nó rẻ lắm, nó không như là kiểu đánh góp ở Việt Nam sang chảnh đâu. Thì là mình sẽ, những cái xe kia là mình tự lái, chứ không phải có caddy lái giống như Việt Nam đâu nha các bạn. Thì mình tự lái đi vòng vòng mình đánh góp ở khu này thôi. Rất là rộng, khu này cái khu vực góp họ cũng rất là rộng luôn. Đó, đấy. Cái sân này là gần 800 square feet, là rộng lắm luôn đó các bạn. Ngồi mà nếu mà ngồi đông đủ thì được rất là nhiều người. Nhưng mà ở trong này là một cái khu dân cư yên tĩnh, có nhiều người già về hưu này kia, nên là Ly cũng chỉ hạn chế số người thôi, không có để như kiểu là tụ tập nhiều quá. Đây cho mọi con một cái bí kíp nữa của Ly, cái này là cái này, cái sensor này là cái Minut. Ly sẽ để cái tên ở đây nha. Đây, cái thiết bị này thì là nó rất là hay luôn các bạn. Nó sẽ connect với cả app của mình, là mình ở xa mình có thể biết được là tiếng ồn bao nhiêu. Nó sẽ không ghi âm nha, để đảm bảo cái sự riêng tư của khách hàng, nó không ghi âm, nhưng mà nó sẽ cho biết là cái mức độ ồn ào ở trong nhà tính bằng decibel ấy là bao nhiêu. Thì thường là Ly set là khoảng tầm trên 80. Ở trong nhà thì được nhiều chứ quên, ở trong nhà thì 90 hay là trên nữa cũng không sao. Nếu mà đóng kín cửa thì ở ngoài cũng không nghe thấy, nhưng mà ở ngoài Ly cũng có đặt một cái thiết bị như này, thì là ở ngoài Ly để khoảng tầm chỉ 70-80 thôi. Thì nếu mà trên đó là nó sẽ báo ở điện thoại và Ly sẽ phải nhắn cho khách là mình phải giữ trật tự, đặc biệt là sau 10 giờ tối. Thì cái này là một cái mà nói chung là Ly rất là nhấn mạnh để cho những bạn nào mà cũng làm Airbnb ấy, thì lúc đầu ấy, thì mình cứ háo hức mình trang trí cái nhà, mình làm này kia mà mình quên đi mất cái phần hàng xóm, kể cả là khu cho phép hay là như thế nào đấy nữa, nhưng mà hàng xóm họ khó chịu ấy, thì cũng dẫn đến nhiều cái vấn đề cho mình lắm. Nên là các bạn nhớ khi làm nhà Airbnb thì mình phải xem hàng xóm họ là những người như thế nào, họ có cần phải yên tĩnh hay không, người già thì họ cần yên tĩnh nhiều hơn người trẻ này kia đó. Thì mình sẽ phải đặt ra những cái policy cho cái ngôi nhà của mình nó phù hợp với cả hàng xóm của mình. Thì đặc biệt là mình phải lắp những cái thiết bị như này, nó còn detect cả thuốc lá, cigarette và đám đông. Thì nó detect đám đông rất là thông minh, là nó sẽ bắt những cái người mà đang sử dụng Bluetooth hoặc là Wi-Fi. Có bao nhiêu thiết bị Bluetooth Wi-Fi thì nó sẽ đoán là có bấy nhiêu người. Cái đấy rất là thông minh đúng không các bạn? Tại bây giờ ai cũng có phone đi kè kè bên cạnh á. Thì khi mà nếu mà nó cảm thấy cái đám đông mà quá đông, mình sẽ set là ví dụ như mình chỉ muốn 15 người thôi, ví dụ thế, mà nó thấy trên đấy thì nó sẽ báo vào mình, mình biết là mình kiểm soát khách hàng của mình. Đó, ngoài ra thì đây, khi mà mình làm xong thì mình cũng in ra hẳn hoi lồng và khung đẹp cho họ những cái rule của ngôi nhà, wifi của mình là gì, cái ngày mà họ phải mang rác ra giùm mình này, họ check out họ phải làm những gì, tắt điện giùm mình, bật tăng AC lên này kia. Nhưng mà tất nhiên người ta sẽ có quyền quên chứ mình không thể bắt người ta được. Ai mà nice, rất khách ở trên này của Ly cũng rất là nhiều người, họ rất là nice, tức là thường là họ cũng tắt hết điện, tắt quạt, và họ cũng nói chung là họ cũng tiết kiệm dùng cho mình, mặc dù đấy không phải cái nhiệm vụ của họ, nhưng mà những người mà lịch sự các bạn thì họ vẫn hay như thế. Thì Ly rất là thích những người ý thức như vậy. Thì Ly cũng lắp cái Nest, cái này thì rất là phổ biến, cái Nest Ly lắp cả ở tầng này và tầng 2 luôn. Cái thermostat này này, đó. Thì đây hiện tại là đang set tới tận 82. Thì thường thường mình sẽ set đây này, Ly đặt những cái sticky ở đây, please set thermostat to 75 before check out. Thì người ai mà ý thức người ta cũng sẽ giúp mình set before check out. Bây giờ là hôm nay ngoài trời nó quá nóng thì Ly cũng phải để lên khoảng 8 mấy để cho nó đỡ cái AC nó gánh đỡ còng lưng các bạn. Bây giờ hiện tại ở bên ngoài là hơn 100 độ. Rồi, ở đây là khu vực phòng bếp. Thì Ly mắc cái TV 65 inch ở đây để xem được chung ở khu này là khu ăn breakfast và khu phòng khách. Nói chung là cả cái không gian common space là chung nhau á, thì là có thể xem được TV ở đây. Phòng bếp thì mình trang bị đầy đủ coffee, có hai loại luôn. Coffee này là mình pha cả một bịch bự cho nhiều người, còn coffee này là mình pha từng pot nhỏ một. Đây, Ly đã để sẵn những cái pot ở dưới này hết cho mọi người rồi. Mình stock up những cái đồ trà này, rồi đường này, creamer này cho họ uống đầy đủ. Cái này đối với người Mỹ rất là quan trọng luôn các bạn. Tức là coffee là cái như kiểu là phải có ấy. Rồi đầy đủ muỗng nĩa này kia cho họ. Đó, muỗng nĩa. Rồi Ly, kinh nghiệm đi Airbnb của Ly là Ly thấy là những cái nồi niêu xoong chảo nó cứ bé, nó rất là khó chịu ấy. Người ta mua những cái set mà như kiểu là mười mấy hai chục cái thì là những cái đồ trong đấy nó cứ nhỏ nhỏ như đồ chơi ấy. Nên là Ly mua hẳn những cái rất là bự để cho khách. Đây, cho các bạn xem luôn. Đây, mua hẳn cái như này bự hơn cái mặt của mình luôn. Để cho khách họ dùng thoải mái. Tại vì đây là cái nhà bự, tới 5 phòng ngủ lận lận, nên là mười mấy người cùng một lúc ăn uống mà. Mình để bự cho nó thoải mái.
Đây, còn bát đũa là các bạn thấy không? Là Ly stock up từ đầu đến chân luôn. Thế cái này thì mình mua loại bình thường thôi. Nó cũng không có rẻ mắc tiền lắm. À đặc biệt cái bát này này, vừa nhẹ mà vừa đẹp á. Ly mua IKEA có 1-2 đồng cái bát như này. Cái bát này thì như 3 đồng, còn cái bát bình thường á size như này này thì là có 1 đồng à. IKEA nha các bạn, rất là đẹp. Này, ly này cũng ở IKEA này, nhìn rất là dễ thương. Đó. Rồi, họ đến họ mở ra họ nhìn thấy thế này họ cũng cảm thấy kiểu rất là thoải mái luôn đấy, đúng không? Không cần phải lo lắng. Ok. Phía bên này là cái closet này là Ly khóa lại luôn, lại vì cái này là dành cho mình, mà cho cleaner Ly để những cái đồ dự trữ ở trong này thì mình sẽ thay cái ổ khóa đi nha các bạn, và mình chỉ cho những người lau dọn dọn dẹp giùm mình á thì là mình sẽ mở ra đấy. Rồi, đây là chỗ bàn ăn, và chỗ này là chắc là nhiều khách và nhiều bạn nhìn cũng rất là thích này. Đây, Ly để hai cái máy game ở đây luôn. Hai cái máy chơi game ở đây, bàn full table và pool chơi bia. Đây, có ném phi tiêu ở đây nữa luôn này, nó mắc lên tường này. Rồi có tivi ở đây, nói chung là chỗ này là vừa ăn vừa trẻ lười lớn thì ăn, trẻ con thì chơi, kiểu như thế rất là enjoy. Cái bàn này trước đây là Ly để ở gara để cho mình để cho chỗ này nó rộng rãi ra một chút, nhưng mà Ly thấy cái gara nó gần hàng xóm quá, cái gara nó ở ngoài mà nó lại ngay kế nhà hàng xóm thì Ly cũng không muốn nó ồn ào ảnh hưởng, nên là Ly chuyển vào đây. Và với cả thêm nữa là ở ngoài gara mà trời này thì không ai chơi nổi luôn, nó quá nóng đi, nên là mình chuyển vào đây mình thấy hợp lý hơn. Khách chắc chắn là sẽ enjoy được nhiều hơn. Rồi bây giờ mình lên tầng 2 mình coi qua mấy cái phòng ngủ nha. Rồi đây là tầng 2 các bạn, tầng 2 thì là chứa phòng ngủ ở trên này hết này. Đây là cái công trình của hai anh em. Ông xã Ly với cả anh Tuấn đã đây công trình chỗ này là thay toàn bộ cái bệ này này, trông cho nó sáng sủa này. Còn ở đây là cái nhà tắm. Đó, hai anh em đập phá phá xong rồi làm lại lát lại hết gạch này từ trên xuống dưới này. Chứ ngày trước nhìn nó ghê lắm, nhìn như cái chuồng khỉ ở đây, nó có kính ở đây xong vàng vàng nhìn rất là kinh khủng. Đó đây. Chào mọi người, coi tác giả. Hello. Tác giả của chỗ này. Rồi, công sức của anh em đây nhiều lắm luôn á. Ok, đấy là phòng tắm ha. Rồi, cho mọi người coi phòng ngủ master trước nha. Thứ nhất là cái giường rất là dễ thương. Phòng master là phòng ngủ ở đây là Ly có lắp một cái tivi ở trong này luôn. Thì thường thường là nhà lớn có gia đình trẻ con này kia là họ rất là hay xem tivi. Đây, chỗ này là công trình của chị Hà, rất là kiểu như là suy nghĩ rất là nhiều về là đặt gối như thế nào vừa rẻ mà phải vừa đẹp các bạn. Khó là cái vừa rẻ ấy. Chứ còn để đẹp thì dễ lắm, cứ cho tiền là đẹp thôi, làm sao nhưng mà để mà vừa rẻ vừa đẹp mới gọi là bài toán đau đầu. Ly với chị Hà cũng sơn lại cái bức này để cho nó nổi cái giường trắng này lên. Giường trắng này cũng là chị Hà hy sinh lấy ở nhà. Thường một cái giường mang đến đây. Rồi hai cái đèn này cũng Ly cũng mua được ở trên Facebook Marketplace này, rất là đẹp. Ly rất thích cái đèn này. Thì phòng này là phòng được ưu ái nhất. Có cửa sổ là buổi sáng mở mắt ra nhìn thẳng ra bên ngoài rất là đẹp này các bạn. Đó. Một cái wake up with a view đó đúng không? Mình tỉnh dậy là mình thấy thiên nhiên nó xanh rờn ở đằng trước á. Mấy hôm nay là trời nắng nóng quá nên là cỏ nó bị vàng đi một chút ấy. Chứ còn bình thường sân golf là họ cũng giữ cỏ xanh rất là đẹp luôn. Thì ở phòng này là có phòng master, có nhà vệ sinh ở trong này. Wow. Sinh cũng có hai cái sinh làm đôi. Có ở trong này là nhà tắm, cũng là hai anh em đập phá phá trong này luôn này. Đó. Đấy, hai anh em đập phá phá trong này luôn xong. Đó, Ly cũng để đầy đủ sữa tắm này kia cho khách hàng. Cho khách họ đến họ dùng. Rồi, bây giờ trông nó đã sạch sẽ hơn trước rất là nhiều rồi. Ok, giờ mình đi coi mấy cái phòng còn lại nha. Đây là cái phòng tuy là nhỏ thôi nhưng mà là phòng mà yêu thích nhất của Ly với cả chị Hà. Đúng, thích cái style này nhất. Cái giường này nó gọi là canopy. Giường này người Mỹ họ rất là hay dùng luôn. Ly cũng không biết vì sao, Việt Nam thì không thấy mấy. Cái phòng này thì cái phong cách của nó hơi boho một chút. Những phòng khác thì nó là phong cách modern mid-century. Mid-century nhưng mà pha hiện đại thì một chút. Nhưng mà phòng này thì Ly để nó hơi boho một chút. Đó, là boho là những phong cách là tua rua này, rồi dây thừng này, này kia. Đó. Một cái bí quyết là các bạn khi mà mình có những cửa sổ bé như này á, thì mình cứ làm rèm từ trên xuống dưới thẳng luôn, chứ không có nên làm rèm lửng lửng lơ lơ theo cái cửa sổ nha các bạn. Mình cứ làm rèm thật cao thì cái nhà trông nó cao hơn, cái cửa sổ nhìn nó cũng dễ thương hơn rất là nhiều. Chứ đừng làm cái rèm nó tủn mủn giống cái cửa sổ là nhìn cái nhà nó giống như nhà tù ấy. Ok, phòng này cũng là một cái phòng
để nhiều công sức vào đây. Phòng này ngày xưa nó màu xanh đậm, thế là mình phải sơn lại hết thành màu trắng thì mọi thứ nó mới nổi được lên, chứ còn mình giữ cái màu cũ của cái nhà là của cái phòng màu xanh thì nó khó nổi mọi thứ lên lắm. Rồi cái này là lúc này là chị Hà với cả mọi người là tự bỏ công ra trang trí phần này hết, lúc này Ly đang ở Trung Quốc. Mọi người đã bỏ công bỏ sức ra làm phần này rất là nhiều. Ly về Ly thấy ô wow, nó đẹp quá. Đây cái kệ này thì rất là rẻ, là mua gỗ thô ở Home Depot, là thanh gỗ này là thô luôn, chắc có mấy đồng à, mười mấy đồng là cùng á, thì mình đóng vào thôi là thành một cái kệ rất là đẹp. Thì Ly thấy là cuối cùng là đóng kệ thì sẽ dễ làm đẹp hơn là tranh các bạn. Tranh thì thật ra rất là đắt nhá, để mua được một bức tranh bự mà đẹp mà nó hợp phòng thì rất là đắt. Nên mình làm với cái kệ có vẻ là dễ nhất. Rồi phòng ngủ này là phòng ngủ hai cái bunk bed luôn. Tính ra phòng này là bằng 4 cái phòng bình thường, bởi vì nó sẽ chứa tới 4 cái giường. Phòng này là sẽ là cho trẻ con là chính, thì trẻ con thì nó sẽ ngủ chung, chơi chung với nhau này kia. Hôm nào cố gắng mình cho thêm một cái tivi vào đây nữa cho bọn nó xem này, chắc là thích lắm này. Rồi đây là cái phòng ngủ cuối cùng. Là phòng ngủ thứ 5 mà nó ở dưới tầng 1. Cái phòng này thì do là nó dưới tầng 1 nên là Ly cũng không muốn là mở cửa ra nhìn trông cho nó giống cái phòng ngủ quá mức ấy các bạn. Thế nên là Ly mới chọn cái này, nó gọi là day bed, tức là giường mà giường để ngủ trưa, ngủ ban ngày, day mà, day bed. Thế nhưng mà thật ra thì là nó là một cái giường bình thường thôi. Cái giường này là giường full, tức là ngủ được 2 người, và ở dưới này là mình kéo ra được này. Mình kéo ra được một cái phần này là một cái giường đơn ở dưới nữa. Tức là coi như là được thành 3 người, 2 cái giường ở dưới này. Tổng cộng cái này là nhà Ly là có 9 cái giường luôn các bạn. Rất là ngủ được rất là nhiều người. Thì cái chỗ này cũng có một cái góc để mà làm việc. Đây, tại vì trên các cái trang như Airbnb nó cũng có khuyến khích mình là nên có một cái bàn làm việc cho những người mà họ đi công tác, họ đi chơi nhưng mà họ vẫn phải làm việc ấy. Rồi, ok. Rồi đây các bạn, thì là sau rất là nhiều tháng ngày gọi là lăn lộn ở nhà này, Ly là gọi như là cô thợ sơn luôn, chân tay lấm lem luôn á, thì là Ly với cả team của Ly cũng đã làm xong được căn nhà này, thì rất là ưng ý luôn. Nói chung là cái vibe, cái gọi là cái không khí của cái ngôi nhà này nó rất là chill. Thì mình ngồi đây này, ví dụ ngồi đây đọc sách nhìn ra ngoài, cái cả cái cửa người ta làm từ trần cho đến sàn luôn, mình ngồi mình nhìn ra là mình hòa mình với thiên nhiên luôn, mặc dù là mình đang ở trong ngay giữa thành phố. Thì các bạn nào nếu mà có dịp mà ghé Sam Houston thì căn nhà này thì không có gần khu người Việt đâu các bạn. Nhưng mà nó ở trên gần phía sân bay, gần cái sân bay lớn là sân bay George Bush của Houston á, thì các bạn cũng có thể đặt căn nhà của mình nếu mà mình muốn tụ tập họ hàng bạn bè đến chơi ha. Còn nếu mà các bạn nào đã ở sẵn Houston hoặc là xung quanh rồi thì cũng có thể lên enjoy căn nhà này của Ly. Nếu mà các bạn nào book trực tiếp qua Ly và team của Ly thì sẽ có giá rất là đặc biệt. Rồi, link của căn nhà thì Ly sẽ để ở trong phần mô tả và trong những cái comment mà Ly pin ở trên đầu nha các bạn. Nếu mà anh chị nào có nhu cầu mà chọn mua nhà để đầu tư á, thì là Ly với cả team của Ly, ông xã của Ly sẽ lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, phục vụ anh chị. Và những tìm được những căn nhà, cái quan trọng nhất là lúc đầu là mình phải tìm được căn nhà giá phải chăng và có cái ưu điểm, có những cái lợi thế. Nhiều khi nó không phải là những căn nhà rẻ nhất ở trong thị trường hoặc là căn nhà sang trọng nhất hay gì kia, nhưng mà nó có một cái đặc biệt độc đáo mà mình cảm thấy là mình có thể tận dụng được, nó khác biệt với cả những cái căn nhà xung quanh đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng ở team Ly, ở team của Ly sẽ cố gắng hết sức để close được những cái deal tốt cho các anh chị. Và còn cái phần mà để mình vào mình làm những cái đồ trang trí, những cái decor, mua đồ như thế nào, làm sao để thu hút những khách hàng đến, những cái điểm nhấn độc đáo ở trong căn nhà này kia, thì là team Ly cũng sẽ cố gắng hết sức để mà làm phục vụ quý anh chị nha anh chị. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ly. Nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể nhìn xem xuống cái description để vào trong những cái link mà để book căn nhà này nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.